Chào anh em, về đến từ mở.vn. Và anh em có thể nhìn thấy ngay trên tay mình đây là chiếc một chiếc iPhone XR anh em nhá. Ngày hôm trước thì mình có làm một clip hướng dẫn anh em cái chọn mua được một chiếc XS Max bản quốc tế hay là chiếc XS bản quốc tế. Thì rất nhiều anh em có comment vào cái video của mình là hướng dẫn XR đi. Tất nhiên rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ chờ anh em luôn, mình sẽ làm hướng dẫn anh em cái chọn mua được một chiếc XR quốc tế. Ngon nhất nhá. Thì mình cũng phải nói thật với anh em là sản phẩm iPhone XR ấy bị dựng ít lắm, bị dựng ít cực kỳ luôn, so như tỷ lệ với những chiếc XS hay là những chiếc X, những chiếc XS Max thì cực kỳ ít luôn, bởi vì bản thân chiếc XR là cái số lượng bán ra cũng không được nhiều như những chiếc đấy, và cái tỷ lệ mà người ta làm những chiếc này cũng rất là ít, thành ra là chúng ta mua được chiếc này cũng sẽ yên tâm hơn. Mình nói thật là như vậy, rất là yên tâm luôn, bởi vì những chiếc này cực kỳ dựng ít. Ví dụ nhá, chiếc XS Max này, chiếc XS này hay là chiếc X có khoảng 10 con thì mua trên thị trường ấy thì rất dễ dính phải tầm 5 con, 6 con. Nhưng chiếc XR là chúng ta chỉ dính khoảng 1-2 con thôi. Thế nên là chúng ta mua những chiếc này chúng ta rất là yên tâm. Nhưng không phải là không có nhá. Thế nên là mình vẫn cứ làm video để hướng dẫn anh em cách chọn mua luôn. Cái sợ nhất là chúng ta phải mua phải máy lắp thôi. Đấy, nên là cái đấy rất là sợ. Thế nên mình sẽ ngày hôm nay thì mình sẽ nói chi tiết một chút về XR để cho anh em chọn được dễ hơn. Nó cũng đơn giản hơn những chiếc kia rất là nhiều anh em nhá. Đấy thì bây giờ ấy thì XR nó giá bên mình hiện tại đang bán ấy nó chỉ rơi vào tầm khoảng trên 11 triệu anh em nhá. Cụ thể giá là như thế nào và thay đổi theo thời gian sẽ là như thế nào? Hiện tại mình đang nói video này ở đầu tháng, ở giữa tháng 12 năm 2019 có thể sẽ thay đổi. Thế nên là anh em cứ cập nhật chi tiết vào đường link phía dưới để ở phía dưới mô tả nhé, để biết giá chi tiết của sản phẩm này trong theo thời gian. Bên mình hiện tại chỉ kinh doanh những sản phẩm này với máy quốc tế và đa phần là máy của Mỹ thôi anh em nhé. Thế nên là giá sẽ rất là tốt. Máy của Hàn Quốc, máy của Nhật Bản sẽ rẻ hơn, nhưng mình không có, gần như là mình không có, mình chỉ có kinh doanh máy Mỹ thôi. Thế nên anh em yên tâm, vừa ngon vừa rẻ và dùng được eSIM bình thường. Đó là bản quốc tế. Đây, chúng ta cùng xem qua. Thì hiện tại chiếc XR nó có rất nhiều màu sắc luôn. Đấy, thì cụ thể như thế nào? Anh em có thể nhìn thấy đây là một màu trắng này. Màu trắng đúng không? Đó. Nó sẽ có một cái màu như màu cam này. Đây, anh em nhìn thấy màu cam không? Cái màu đen cơ bản đó này. Đó. Một cái màu vàng chanh này. À, chúng ta có thể nhìn thấy màu vàng không? Một cái màu đỏ này. Đó. Và một chiếc màu xanh nữa. Thì rất tiếc là màu xanh mình đã bán hết rồi. Cái màu xanh nó giống như cái màu của cái dây cáp này. Đấy, một chiếc màu xanh nữa. Nhưng rất tiếc là mình hiện tại bán hết màu xanh rồi, nên không có cái gì để cho anh em xem trực tiếp ở đây. Thì mình sẽ có cái lồng một cái hình ảnh cái màu xanh để cho anh em xem cụ thể nhá. Đó, thế là nó chỉ có những cái màu sắc này thôi. Đây là một phiên bản iPhone giá rẻ. Nó ra mắt vào tháng năm ngoái, có nghĩa là năm nay 2019 thì ra mắt năm 2018 và làm giá rẻ nhất. Cũng như năm nay là chiếc iPhone 11 là bản nâng cấp của chiếc XR này anh em nhé. Chiếc iPhone 11 là bản nâng cấp chiếc XR này. Chiếc XR thì nó thua kém so với chiếc X và chiếc XS. Nó sẽ là như thế nào? Thì đây anh em này, bản thân màn hình chiếc XR nó có cái viền rất là dày, nó dày hơn một chút so với một chiếc X hay một chiếc XS nha. Đây chúng ta có thể nhìn thấy đây. Đó, cái viền của đây là một chiếc iPhone X, đúng không? Thì cái viền của chiếc XR nó sẽ dày hơn, nó dày hơn và nhìn nó thô hơn. Và màn hình, tất nhiên rồi, màn hình của chiếc XR nó cũng sẽ không được đẹp và sắc nét như những màn hình của những chiếc điện thoại cao cấp khác của iPhone, của Apple. À, cho mình sẽ chỉnh hết độ sáng cho anh em xem. À. Màn hình của chiếc XR chỉ là màn hình LCD thôi anh em nhá. Đó, à, thì ta có thể nhìn tấm nền LCD, tấm nền IPS ấy, thì nó sẽ không được đẹp như một màn hình LED của một chiếc X, đúng không? À, nhưng mà đây là phiên bản là với cấu hình là cao hơn chiếc iPhone X nhá. Cũng giống như bây giờ chiếc iPhone 11 nâng cấp của XR sẽ có phiên bản cấu hình cao hơn một chiếc iPhone XS đấy. Đó, cái là như thế thôi. Còn bây giờ quan trọng nhất là chúng ta sẽ xem về để chúng ta biết được máy nào là máy dựng mà máy nào là máy xịn nhé. Thì cũng như thế này thôi anh em nhá. Cũng như hầu như chiếc iPhone khác ấy, để chúng ta đầu tiên chúng ta xem về hình thức là chúng ta cũng đã phải xác định được rất là nhiều rồi. Thì chiếc XR nó chỉ có một camera ở đây. Đó, chúng ta có thể nhìn thế này. Đầu tiên là chúng ta xem về lưng trước. Lưng trước nhá. Lưng tất cả các màu sắc chúng ta có thể nhìn đây, ở đây là bản Mỹ này, bản quốc tế này. Thì chúng ta lại nhìn nó chỉ có một chữ iPhone đấy thôi, riêng chữ màu đỏ. Thì nó có thêm con này, màu đỏ phiên bản mà điện thoại nào cũng vậy, của iPhone vậy, nó sẽ có thêm chữ này. Đây, chúng ta có thể nhìn đâu, red đây. Đó, có thêm chữ này nhá, riêng màu đỏ rồi. Còn những màu khác đều là chữ iPhone như này, tùy phiên bản thị trường. Hiện tại mình chỉ có bản Mỹ thôi, nên là mình sẽ có một cái một riêng một chữ iPhone này. Chúng ta đi mua máy, chúng ta lên cầm hai chiếc máy lên, chúng ta xem chữ iPhone nó có đều nhau hay không. Tại cửa hàng như mình chắc chắn là sẽ đều nhau, còn những cửa hàng khác thì mình không biết, bởi vì là nhiều khi là lưng fake thì nó sẽ không được, chữ nó không được đẹp như là hàng xịn đâu. Đó, chúng ta có thể nhìn thế này, quả táo và chữ iPhone nó đều có là màu bạc, hoàn toàn là màu bạc hết anh em nhé, nó không có được cái màu khác. Ví dụ như iPhone X thì màu đen nó sẽ màu khác, hay XS là màu vàng nó sẽ màu khác, nhưng mà chiếc này màu gì cũng vậy thôi, quả táo và chữ iPhone hoàn toàn là màu bạc hết, anh em lưu ý là như vậy, hoàn toàn màu bạc nhá.
chúng ta sẽ cùng xem vào cái lưng. Phía bên trên camera này, phía cái mic phụ, nó chỉ có khoan một lỗ duy nhất là cái mic phụ. Đấy, thì nó sẽ khoan xuống và cái màng của cái mic phụ ấy, để chúng ta xem thật kỹ vào xem nó có bị chọc vào bên trong hay không. Cái màng này ấy, đây chúng ta có nhìn thấy, nó sẽ chỉ có là một cái màu bạc, cũng chỉ là màu bạc thôi nhá. Đây, trên của màu đen này. Đó, trên của màu vàng này. Đây, chúng ta nhìn thấy. Và trên cái màu đỏ này. Đó. Và cái màng sẽ nó sẽ không đầy lên hoàn toàn với cái nắp lưng. Nó sẽ không đầy lên cái nắp kính. Anh em lưu ý là như vậy, nó không giống như chiếc iPhone 7 hay không giống như chiếc iPhone 7 Plus. Nó sẽ cái màng của cái mic phụ nó sẽ không đầy lên nắp kính. Đó. Và nó nằm ngay bên dưới cân xứng trục. Tâm của nó là sẽ cân xứng với tất camera và đèn flash. Đèn flash này nó sẽ là một lớp kính liền với cả lưng luôn anh em nhé. Đèn flash nó sẽ là lớp kính liền với lưng luôn. Chúng ta có thể nhìn sờ cho rất là liền luôn. Nó là liền luôn và nó sẽ để trong chứ không để màu sắc như lưng này. Và nhìn thấy đèn flash đây. Phía bên trên nó là camera và chúng ta sẽ nhìn thấy nó đen kinh khủng luôn này. Nhìn kỹ thấy một cái bóng mắt đúng không? Đấy, nó phải đen như thế và chúng ta thật xoay thật kỹ xem nó có bụi bên trong không. Nếu có bụi bên trong thì bỏ luôn. Bởi vì đã có bụi bên trong ấy, sản phẩm này là một sản phẩm có khả năng kháng nước, thế thành ra nó sẽ rất là kín và có bụi bên trong ấy, thì chứng tỏ một điều là đã bị tháo rồi. Anh em lưu ý là như vậy nhá. Nó không có bụi bên trong luôn. Đó, nhìn rất là đen luôn. Đó, là ok. Nhân tiện đây thì chúng ta có thể soi thật kỹ những cái viền này. Chúng ta soi thật kỹ những cái viền này này, những cái viền này xem nó có keo hay gì không. Soi thật kỹ vào nhá. Xem có keo hay không. Đó, thật kỹ vào. Đó, cái lưng như vậy là ok nhá. Nó chỉ như vậy thôi. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy các màu này. Này, đen này, màu vàng này, màu đỏ này và một cái màu xanh đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem cái viền. À, chúng ta sẽ cùng xem cái viền này. Những chiếc iPhone XR này ấy, ở trên thế giới người ta bán rất là ít. Nên thành ra ấy, chúng ta mua một chiếc máy giá như bên mình bán ấy, là tầm khoảng dưới 1 triệu ấy, thì phải thật là đẹp nhá. Các bạn có thể nhìn thấy này, gần như chưa xước luôn. Những cái máy này gần như là hoàn toàn mới, gần như mới luôn đấy. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này. Gần như mới luôn. Nhưng nói gì thì nói nhá, nó vẫn có vết sử dụng rồi nhá. Đây, chúng ta cùng xem chân sạc này. Nó sẽ có cái màu tương đồng với màu của vỏ luôn. Đó. Chúng ta nhìn thấy màu vàng này. Bên sau chân sạc cũng sẽ là màu vàng nhá. Đây là màu cam này, là chân sạc màu cam này, màu vàng sân sạc màu vàng này, màu trắng sân sạc màu trắng này. Đúng chưa? Đấy, và màu đỏ chân sạc nó cũng sẽ là màu đỏ luôn. Chúng ta lại nhìn kỹ bên trong, bởi vì nếu trường hợp những cái máy nào cắm nhiều ấy thì nó sẽ bám thành màu đen. Nhưng kiểu gì cũng nhìn kỹ thấy những cái màu nó nhạt nhạt, màu và đỏ nhạt nhạt này, màu vàng nhạt này, màu cam nhạt này và màu trắng nhạt. Nó không giống như những chiếc điện thoại iPhone khác. Như ví dụ nhá, như chiếc iPhone 8 Plus màu trắng này thì nó sẽ là màu trắng, iPhone 8 Plus màu vàng nó sẽ là màu trắng. iPhone 8 Plus màu đen nó sẽ màu đen bởi vì nó sẽ theo cái màu của cái màn. Nhưng chiếc điện thoại này nó sẽ xem theo màu của máy luôn. Đấy, đỏ này. Chân sạc cũng là màu đỏ luôn. Vàng sang màu vàng này, cam sang màu cam này và trắng sang màu trắng, đen sang màu đen và cũng tương tự như vậy là xanh là sẽ là sang màu xanh nhé. Anh em lưu ý mình như vậy. Và tất cả những cái máy này anh em mua nó đều là máy live lưu, thì chúng ta nên xem. Mặc dù XR nó cũng ít người mua nên mình vừa nói nó là đẹp ấy, nhưng chúng ta nên xem những cái khe loa nó vẫn phải có bụi, nó vẫn phải có bụi, nó không được đẹp lắm và nó phải có màng loa nhé. Chứ anh em xem nó không có màng loa thì anh em có lưu ý là anh em phải cẩn thận những việc đấy. Đó, tất nhiên rồi, màu sắc của chân sạc rất là quan trọng. Nhiều khi thay chân sạc ấy rất là khó, trường hợp người ta thay đúng màu được đâu. Bởi vì là khả năng là Trung Quốc làm nhái lại thì nó chỉ làm màu đen và trắng là chủ cơ bản thôi, chứ nó không làm những cái màu chi tiết này đâu, trừ trường hợp là chân sạc bóc máy rồi, đúng không anh em? Đó, chúng ta cùng xem qua kỹ lại một phần nữa ở cái viền. Khu vực gạt rung này. À, chúng ta có thể nhìn thấy gạt rung này. Phím bấm này. Đó. Và phím bấm này nó phải cùng màu với cả viền luôn. À, nó phải cùng màu với viền, anh em có thể nhìn thấy. Nó phải đều màu với cả viền luôn. Đúng chưa? Viền màu nào thì những cái phím nó sẽ là màu đấy. Đó. Không có màu nó không lệch lạc á. Cái màu này màu vàng đậm hơn này, anh em cứ lưu ý cẩn thận nhá. Đó, ta có nhìn thấy nhá. Tiếp theo chúng ta cũng lưu ý một phần nữa là cái phần viền của cái camera này. Đây mình đang nói cái này nhá. Chúng ta đã nhìn kỹ này. Phần viền của cái camera này nó sẽ cùng đồng màu với cả phần viền của cái viền này. Nó sẽ đồng màu với phần viền của cái viền này nhá. Đây, màu đỏ này. Chúng ta đang nhìn này. Nó sẽ đồng màu và chúng ta sẽ cảm giác như nó có một chất liệu giống nhau. Bởi vì thực tế là chất liệu giống nhau thật, nó sẽ liền. Đúng không? Cái viền của camera này nó sẽ đồng với cái viền này nhá. Cái đấy anh em lưu ý là như vậy. Đấy, và khi chúng ta xem cái viền ấy thì chúng ta cũng nên xem những cái cột, cái khu vực mà là giải nhựa này, giải nhựa mà anten này. Đấy, thì nó sẽ có màu tương đồng với màu của chân sạc anh em nhé. Đây này, anh em có thể nhìn thấy này, màu đỏ này. Đó, anh em thấy không? Đấy, tương đồng với màu viền của chân sạc này. Đấy, nó sẽ tương đồng với màu viền của chân sạc nhá. Đây, màu cam này. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Đấy, và màu chân sạc luôn, bên trong lòng chân sạc cũng thế luôn. Nó sẽ tương đồng, anh em lưu ý là như vậy. Đây, anh em nhìn thấy không?
Đấy, nó sẽ tương đồng cái màu viền đấy nhá. Chúng ta lưu ý một phần nữa là khi chúng ta xem cái phần viền nhựa là chúng ta sẽ vuốt tay vào đây và chúng ta sẽ không thấy nó bị cấn rất nhiều, nó không bị cấn mà nó gần như nó mịn hoàn toàn là một khối luôn. Thì đấy mới là viền chuẩn nhá. Cái nhựa nó không bị làm lại và sẽ không bị phun sơn lại. Chúng ta nhìn kỹ những khe này. Những cái khe này nhá là nó không có hở ra nhiều. Chắc chắn là không hở luôn, nó phải liền một khối. Chứ chúng ta nhìn thấy nó hở này, chúng ta cảm giác chúng ta đút cho ta lao mà nó lách vào được luôn đấy. Thì chúng tỏ một điều nó không phải xịn đâu. Chúng ta lưu ý là như vậy ở cái viền này. Đó. Tiếp theo nữa. Ở ngoài hình thức chúng ta lên xem tiếp vào màn hình. Đúng không? Cái màn hình nó sẽ là một khối và cũng là tai thỏ, anh em lưu ý như vậy nhé. Phía trên này, đó, đen kín kỳ luôn và chúng ta chỉ thấy cái camera trước và thấy cái loa ngoài, loa trong nhá. Thấy camera trước và loa trong thôi. Và lưu ý anh em này, đây là máy cũ, loa trong nó phải có tí bụi, nó phải bẩn bẩn và chúng ta nhìn kỹ những cái màng loa nó phải thật đều, thật đẹp, không có bị nút nào như kiểu mình cảm giác. Chúng ta cảm giác như này, khi mà người ta sửa chữa, người ta sẽ dùng một cái gì đó chúng ta đẩy cái này ra để người ta dán vào cái màn hình mới hoặc ép kính mới. Thì những cái này nó sẽ có vết, thì chúng ta nên nhìn kỹ nó không có vết là ok nhá. Cái này mình không khẳng định chắc chắn là có vết là bị tháo, nhưng mà chúng ta cứ lưu ý là không có vết thì càng tốt. Đó. Và cái phía bên này này, nó là khu vực cảm biến, thì chúng ta phải soi đèn và chúng ta mới thấy. Chúng ta nhìn mắt thường chúng ta không nhìn thấy cái gì đâu. Chúng ta bật đèn pin này chúng ta soi thấy. Mình sẽ bật đèn pin này mình soi đây. Đấy, chúng ta sẽ thấy hai cái cảm biến, hai cái khu vực nó sẽ khác màu một chút ở chỗ này. Hai cái tròn bằng cái camera trước ấy, một cái đây và một cái đây. Thì chúng ta phải xoay đèn rồi chúng ta mới thấy, chứ không phải là chúng ta nhìn mắt thường chúng ta thấy nhá. Nếu chúng ta nhìn mắt thường chúng ta thấy thì khả năng là kính ép lại và kính kém chất lượng, thì chúng ta sẽ nhìn mắt thường chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái này luôn, hai cảm biến ở khu vực này luôn. Và bây giờ chúng ta xoay thật kỹ những cái mép này. Nó xước bên ngoài thì không sao, nó xước bên ngoài thì máy cũ nó xước bên ngoài là chuyện bình thường, nhưng không được xước bên trong nhé. Anh em lưu ý là không được xước bên trong. Nếu cứ xước bên trong là khả năng đã bị tháo ra và làm rồi. Đó, chúng ta cứ nhìn thật kỹ nhá. Và tất nhiên rồi, camera trước chúng ta nhìn thật kỹ không có bụi bên trong này là ok. Bây giờ thì xem qua tổng quan và hình thức một chút, chúng ta sẽ cùng vuốt tay vào hai bên này, vuốt tay vào cái mép này xem nó có ăn khớp với nhau hay không, vuốt tay vào mép của lưng và xương đúng không, vuốt tay của mép của lưng và xương cái màn hình xem nó có ăn khớp hay không. Nếu mà nó cứ cộm là anh em cứ lưu ý thôi nhá. Đấy, nó phải rất là mịn bởi vì Apple nó gia công rất là tốt luôn, chúng ta có thể vuốt chúng ta cảm giác như là một khối rất là liền với nhau luôn. Đó, rất là mịn. Còn gồ lên hoặc là cái chỗ này thì mịn, chỗ này thì gồ lên thì chúng ta cứ lưu ý một phần, một điều là khả năng rất cao là đã bị ép về kính, đã bị tháo rồi và lắp lại không khớp nhá. Đấy, chúng ta cứ lưu ý là như vậy. Nhìn thật kỹ lần nữa xem có keo không. Đó, chỉ có tháo ra để lại keo thôi. Nếu mà nó dính cái gì bẩn bẩn cạy cạy bay luôn là ok. Chứ còn nếu mà cứ cạy đi cạy lại, dính đi dính lại giống như một miếng cao su màu đen ấy thì chắc chắn là tháo rồi, bởi vì đấy là lớp gioăng đấy anh em nhá. Đấy, ok chưa? Như những con này đẹp về hình thức, chuẩn về những cái gì mình đã nói. Đó, thì chúng ta cũng yên tâm một phần rồi. Bây giờ bật máy này cùng xem bên trong nhá. Ok chưa? Bật máy này. Việc đầu tiên là sẽ vào phần cài đặt luôn. Đây, cài đặt đây. Vào phần cài đặt chung. Này, vào phần giới thiệu và cùng xem. iPhone XR đúng chưa? Phiên bản là bản là của Mỹ này. Đấy, ở con này của mình còn bảo hành luôn. Thì thời gian bảo hành nó sẽ là 8/1/2020. Đấy, mình không quan tâm, ấn vào đây trước. Chúng ta sẽ nhìn thấy số máy là A18 1984. Cái việc này rất đơn giản nha. Chúng ta sẽ dùng một cái chọc sim. Đó, chúng ta sẽ xem. Ở đây, chọc qua này. Đó, chúng ta sẽ nhìn vào những cái khe này. Đây này. Bao giờ ấy, iPhone nó sẽ in tên modem về phía màn hình anh em nhé. Về phía xương của phía màn hình. Có nghĩa là chúng ta nhìn màn hình này về phía này này. Bao giờ vậy luôn, chắc chắn một điều luôn. Kể cả iPhone 8 mà lướt iPhone XS hay XS Max đều như vậy luôn nha. Chúng ta sẽ cùng nhìn này. Cùng nhìn ở đây nó sẽ có một cái tên modem là A bao nhiêu này, nó sẽ nằm ở đây. Đó, ví dụ như đây nhá. Đây chúng ta cùng nhìn nhá. Tên bây giờ là A1984 này. Thì ở chỗ này cũng sẽ là A1984 nhá. Chắc chắn là một điều như vậy, nếu nó lệch thì thôi luôn bởi vì không phải xương của nó. Đấy, phía này nó sẽ có tên sản xuất tại Trung Quốc này. Nó sẽ có phần như của lắp ráp tại Trung Quốc ấy. Đấy, ở phía dưới này nó sẽ ghi y chữ là như vậy, phải có chữ hai cái chữ như vậy. Cho phía dưới này nó sẽ là ghi là lắp ráp tại Trung Quốc này. Phía này nó sẽ là tên modem này, chuẩn như vậy là ok nhá. Còn cái sim thì nó sẽ in email ở đây. Thì mình phải nói thật với anh em, rất là nhiều anh em kỳ vọng cái vấn đề là phải trùng khai sim với cả máy mới ngon. Nhưng cái việc đấy hoàn toàn sai anh em nhé. Cái việc khai sim này in lại là chuyện bình thường thôi. Mình mua cái khai sim mất 20.000, mình in mất 10.000 là 30.000 thì mình sẽ trùng luôn. Thế mà anh em cứ dựa ở đây anh nghĩ là trùng không phải nhé. Bởi vì nhiều trường hợp như bên mình rất nhiều máy ở đây mình test và mình lắp nhầm khai sim, đó là chuyện bình thường. Nên chúng ta sẽ không quan trọng cái này, bởi vì cái này là cái bên ngoài. Cứ vất cái đi chẳng nhẽ lại là máy không xịn à, đúng không? Thế nên là anh em không quan trọng cái này nhá. Trùng thì tốt, trùng thì cũng xứng thật.
nhưng không trùng thì cũng không sao cả, không quan tâm đến cái này mà chỉ quan tâm đến cái vượt máy thôi, chỉ quan tâm đến cái tên modem ở dưới này và chỉ quan tâm đến nó có in cái chữ sản xuất tại Trung Quốc, lắp ráp tại Trung Quốc ở dưới này thôi. Toàn bộ iPhone đều lắp ráp tại Trung Quốc nhá, chứ không phải iPhone tại Mỹ mà lại sản xuất tại Mỹ mà iPhone tại Việt Nam là tại Việt Nam nhé. Toàn bộ iPhone trên thế giới đều lắp ráp tại nhà máy Foxconn tại Trung Quốc anh em nhé. Nhưng nó không ghi là Make in China mà ghi là mình không có giỏi tiếng Anh lắm, xem gì gì đó. In China có nghĩa là lắp ráp tại Trung Quốc anh em nhé. Và gia công của lắp ráp tại Trung Quốc ở phía dưới này. Phía này có tên modem, chúng ta lưu ý lại là nữa này. Ở trong phần cài đặt phía số máy này, chúng ta nhìn thấy bên dưới tên kiểu máy ấy, là sẽ là A1954 thì này phải trùng nhá. Đó, thì là ok. Tiếp theo thì xem những cái viền bên ngoài hình thức trùng vậy như vậy rồi thì chúng ta đã khẳng định khả năng là con này là zin hết rồi. Đấy, khẳng định một phần rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ở trên hệ thống xem như thế nào. Đó, chúng ta sẽ cùng ở trên phần mềm xem như nào nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào ngay cái phần bên đầu, bắt đầu cũng cài đặt đấy. Mình có cái phần màn hình và độ sáng ở đây. Chúng ta hãy lưu ý lại lần nữa, từ iPhone 8 trở lên nó sẽ có cái chu tông này. Đấy, các bạn nhìn lại nhé, nó sẽ có chu tông này là cái thích nghi độ sáng màn hình đối với ánh sáng bên ngoài đối với mắt của mình ấy. Những chiếc máy mà thay màn, đặc biệt là thay màn ngoài, hoàn toàn là mất cái này nhé, ép kính nhiều khi cũng mất. Nhưng trường hợp là thợ cao tay thì người ta vẫn làm lại được cái này, anh em lưu ý như vậy. Thế nên là cứ còn chu tông là cũng khẳng định một phần, nhưng không còn chu tông chắc chắn là máy đấy đã có vấn đề ở màn hình rồi, chúng ta không nên mua đấy. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối wifi nhá, kết nối wifi này. Đấy, cái loại wifi. Và chúng ta kiểm tra xem Siri và email ở trên hệ thống nó có tồn tại hay không. Đấy nhá, mình thường xuyên là mình thói quen của mình ấy là mình sẽ copy cái serial number. Đây, thói quen của mình sẽ copy cái serial number này, nhưng anh em có thể copy cái email nhá. Copy cái email thực này. Đó. Còn cái kỹ số thì mình chưa test bao giờ. Sản phẩm này có thể dùng hai sim, một cái email sim chính và một cái sim eSIM ấy. Đó. Tí nữa là mình sẽ chỉ anh em cách mà chúng ta có thể xem eSIM, chúng ta khẳng định được quốc tế. Check email nhá. À, chúng ta lưu ý lại lần nữa là mình chỉ check ở trên trang chủ Apple nhá, không check ở trang linh tinh nhá. Check trang linh tinh rất là nguy hiểm, nó không có gì là miễn phí cho chúng ta đâu. Đó. Đây, chúng ta có nhìn thấy nhá, iPhone XR đây, trên này thì nó cũng hiển thị đầy đủ các màu sắc này, đỏ này, cam này, vàng, xanh, trắng, đen. Đó, mình chỉ thiếu màu xanh đây thôi đúng không anh em. Có một iPhone XR này, có một ngày mua hợp lệ này, và hiện tại bao giờ kiểm tra nó sẽ có 3 nút. Đấy, một nút xanh này chắc chắn là phải có, cả hết bảo hành không cũng phải có nhá. Có một trường hợp anh em hỏi mình xem clip và hỏi mình: anh ơi, tại sao cái máy của em mà nó kiểm tra nó không có nút xanh như của anh, mà nhà người ta bán hàng người ta bảo đấy là hết bảo hành thì không có. Nhưng hoàn toàn điều đó là điều sai hoàn toàn anh em nhé. Kể cả hết bảo hành nó vẫn còn nút xanh ở trên cùng. Nút xanh này có nghĩa là có một ngày mua hợp lệ tại Apple, có nghĩa được Apple bán ra 100%, không nút xanh là máy dựng, là máy đã bị Apple hủy bảo hành, là máy có thể trốn cước, là máy dựng mà máy người ta dựng từ cái main của những cái chiếc máy mà đã gửi đi bảo hành em nhé. Rất là nguy hiểm luôn, những cái máy đen tốt nhất không nên mua, bởi vì chắc chắn nó không phải là máy chuẩn của Apple đâu, không phải chuẩn của Apple bán ra trực tiếp đâu. Thế nên cứ còn cái ghi là được bán ra bởi Apple này là anh em mua. Đó, cái dưới cùng là cái thứ hai ấy, nó hiện chấm than vàng, có nghĩa là hết cái gì nào, hết cái thời gian hỗ trợ trực tuyến. Những chiếc máy mới mua trong vòng cái này nó sẽ trong vòng 3 tháng, trong vòng 3 tháng nó sẽ có cái nút xanh ở giữa thứ hai này, nhưng mà hết 3 tháng nó sẽ không còn, là chấm than. Cái cuối cùng là thời gian bảo hành vẫn còn. Đây, những cái này là 8/1/2020 này, là thời gian bảo hành vẫn còn 8/1/2020 thì nó còn lúc này. Còn nếu là chấm than vàng lúc này ấy, là hết bảo hành rồi, hết bảo hành cả bộ rồi anh em nhé. Đó, anh em lưu ý là như vậy, là phải có 3 nút như này, chắc chắn nút xanh trên cùng là có, là máy hàng xịn. Nhưng mình không nói là cứ còn nút xanh, còn 3 nút này là hàng xịn đó nhé, còn nhưng vẫn có thể là máy dựng là chuyện bình thường. Bởi vì khi người ta check đây này anh em nhá, mình sẽ tua lại bên này cho anh em. Khi mà anh em kiểm tra ở trên một cái trang không phải trang của Apple, đây mình ghi lại cho anh em này, check iPhone, anh em thấy rất là nhiều luôn, rất nhiều trang luôn. Ví dụ như là trang iDocker này, trang email 24 này, trang email pro.info này. Những cái trang này nó là cái trang gì, là những cái trang để cho anh em check rất là nhiều, để đủ thông tin anh em rất thích. Nhưng nó sẽ siêu tầm lại những email của anh em và nó bán cho những nhân vật dựng máy hoặc là nhân vật phá ai cả lao. Khi mà những email của anh em, nhà máy anh em không dùng ai cả lao ấy,
mà nó lộ ra thì người ta sẽ dùng email này, người ta nạp và nó dựng một cái máy khác có cái email giống hệt cái email anh em. Nếu những chiếc máy đấy mà bán ra cho người dùng khác, những người nào không biết chọn ấy, người ta dùng, người ta đăng nhập cái iCloud người ta vào, thì những chiếc máy của anh em không được nhập iCloud sẽ dính iCloud ẩn. Đấy là chuyện bình thường anh em nhé. Thế nên những trang này anh em không được check nó lại nữa là video nào mình cũng nói rồi, nhưng mình vẫn muốn nói lại bởi vì rất là quan trọng là anh em không được check những trang này nhá. Đó, chúng ta chỉ check trang Apple thôi, nó yên tâm là ba nút như thế là ok nhá. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mình có một cái máy như này để chúng ta xác định được quốc tế hay lock. Bởi vì những cái sản phẩm XR này hay là những sản phẩm anh em ở Việt Nam mua iPhone rất thích hàng Mỹ, nhưng em lưu ý mình nhá, hàng Mỹ 80% là hàng lock, được bán ra bởi nhà mạng, ở bên Mỹ đa phần là mua bởi nhà mạng, xong sau đó về Việt Nam thì người ta đã mua cốt thành quốc tế hoặc người ta thanh toán hợp đồng ở bên Mỹ thành quốc tế rồi để về Việt Nam. Nhưng nếu mà thanh toán hợp đồng quốc tế 100% ấy thì chúng ta cũng là có một chiếc máy quốc tế bình thường. Nhưng nếu mà ta chỉ mua tạm thời thôi thì chúng ta rất dễ và giữ kiểu máy lock. Điển hình con màu trắng này của mình là máy lock anh em nhá. Đó, màu trắng là mình nhập máy lock bản Mỹ. Chúng ta có thể nhìn thấy là tất cả này, bên trong này và bên nó không khác gì nhau mấy đâu nhá. Đây nhá, mình sẽ cho anh em xem con này. Con này là bản quốc tế này. Chúng ta sẽ cùng xem phần thông tin rất khớp với nhau luôn, chúng ta có nhìn thấy này. Đấy, chúng ta nhìn thấy nhá, rất khớp cho đều là lò nhá. Tên modem đều là A1984 nhá, nhưng một con lock một con quốc tế nhá. Thì như cái con này ấy, bán ra bởi nhà mạng Spin ấy thì không bao giờ lên được quốc tế luôn, và nó chỉ mua cốt tạm thời, cốt kiểu cốt du lịch ấy. Nhiều khi anh em mua những chiếc máy này lắp SIM bình thường nhá, nhưng anh em một thời gian sau anh em bán cho người khác, anh em format ấy, nó bị lock lại là chuyện bình thường, không phải là điều khó xảy ra đâu nhá, rất là dễ xảy ra. Nên là trường hợp này anh em đi mua cho anh em rất cẩn thận luôn. Bây giờ format thì vẫn có thể quốc tế, nhưng sau này format nó sẽ khác nhá. Mình có một cái mẹo như này cho anh em này. Đây, máy lock thì bao giờ cũng thế thôi, chúng ta soi kỹ không có cái SIM ghép trong này đâu nhá. Đấy, lắp vào nó sẽ văng ra, bắt em kích hoạt như này, đúng chưa? Đấy, yêu cầu kích hoạt này thì nó là máy lock, máy quốc tế, cắm SIM vào nó sẽ nhận luôn, đúng chưa? Đấy, thế là cái check mà cụ thể nhất mà máy đã bị lock lại rồi thì dễ lắm. Đây, máy quốc tế nhá, lắp SIM vào, mấy tên modem giống nhau, đây là máy Mỹ cả đúng không? Đấy, lắp SIM vào này, lắp SIM vào này, nhận sóng bình thường nhá, chờ một tí. Có thể cái SIM này của mình không dùng được, nhưng mà SIM nào SIM cả cái SIM không dùng được, nó đều không bị văng ra, cứ văng ra thì là máy lock. Có thể cái SIM này của mình chết rồi, nhưng cái này đã bị văng ra này, đúng chưa? Là máy lock nhá. Bây giờ ấy thì chúng ta sẽ có một cái máy như này này. Tất cả những cái máy từ iPhone XR trở lên, XR này, XS này, XS Max này, cho đến bây giờ thì có iPhone 11 này, iPhone 11 Pro này, iPhone 11 Pro Max này, nó đều có eSIM, có nghĩa là đều dùng được hai SIM ấy. Chúng ta nhìn SIM kỹ số này, và tất cả những mạng, nhà mạng của Việt Nam, nhà mạng lớn như Việt Nam Mobifone hay là Vinaphone đều hỗ trợ rồi. Chúng ta đem lại những mạng nhà mạng đấy và chúng ta kích hoạt eSIM. Chúng ta kích hoạt eSIM nhá. Đây này. Đó, ở trong này cái phần di động này chúng ta sẽ kích hoạt eSIM theo cái cước này. Chúng ta sẽ có cái mã barcode của nhà mạng đưa cho code vào đây. Nếu chiếc máy báo thêm mạng thành công thì là quốc tế chuẩn. Còn chiếc máy mà báo lắp SIM bình thường kia bình thường nhá, nhưng chiếc máy báo này chúng ta không kích mạng được hoàn thành công mà chúng ta phải hỏi nhà cung cấp ấy, phát hành cái máy đấy, thì chắc chắn đó là máy lock mua cốt tạm thời, anh em lưu ý như vậy nhé. Thì em rất dễ dính phải luôn đó. Thì xem máy này cũng đơn giản như vậy thôi, cũng chỉ tốn khoảng 2 phút anh em thôi nhé. Có anh em nào thắc mắc hay có anh em nào cần bổ sung thì anh em cứ comment bên dưới, và chúng ta cần máy nào nữa thì chúng ta cứ comment để mình sẽ hỗ trợ anh em xem một chiếc máy khác. Anh em xem thấy thích thì anh em cho mình một like nhá, anh em thấy hữu ích thì anh em chia sẻ cho mọi người cùng xem, và anh em subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình để mình có động lực để mình làm rất là nhiều clip cho anh em luôn. Còn phụ kiện nào, phân biệt phụ kiện nào, là cần phân biệt điện thoại nào thì anh em cứ bảo mình không phải là nhiều quá nhiều kinh nghiệm, nhưng mình khẳng định với anh em là mình có rất nhiều máy ở đây là mình có thể hướng dẫn anh em cách xem luôn. Còn về sản phẩm thì anh em cứ yên tâm là chuẩn nhá. Anh em mua máy ấy, thì anh em cứ vào cái mục đường link bên dưới để anh em đặt hàng, hoặc anh gọi điện trực tiếp cho mình đến số điện thoại là 02256526789 nhá. Thì mình sẽ ship COD toàn quốc cho anh em nhận được máy anh em phải thanh toán. Anh em không ưng trong vòng 1 tháng anh em có quyền anh em đổi máy khác, chuyện bình thường nhá, hỗ trợ anh em hoàn toàn như vậy luôn. Còn anh em mua trực tiếp anh em qua 170 lần chay nhá. Các anh em xem clip, chào tạm biệt và hẹn gặp anh em trong clip khác.